Nhằm hỗ trợ người dân thuộc diện cách ly tại gia đình được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày, Đoàn Thanh niên phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã triển khai mô hình giúp dân đi chợ. Đây là mô hình hay, kịp thời, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và được người dân đồng tình ủng hộ. Alo ạ. Vâng ạ. Vâng cô ạ. Vâng cô ơi, cô cho cháu hỏi cô tên là gì ạ? Vâng ạ. Cho cô 5 cân gạo này. Rồi cô ạ. Ờ, 1 chai nước rửa bát này. Rồi cô ạ. Ờ, cho cô có đồng uống. Rồi cô ơi. Ờ, cho cô 1 cân khoai tây nữa này. Chốt đơn, đi chợ. Đó là việc làm quen thuộc của đoàn viên thanh niên phường An Tảo vào các buổi sáng trong tuần. Thường là khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ là các cô chú ở trong các hộ dân thì sẽ điện cho bọn em ấy để lên đồ để bọn em đi mua. Trong khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ tôi luôn luôn là đảm bảo là đi chợ trước 10 giờ, giao đồ cho các cô chú trước 10 giờ. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ tháng 6 đến nay, địa bàn phường An Tảo có khoảng 260 trường hợp phải thực hiện cách ly tại hộ gia đình. Vì vậy, đoàn thanh niên đã có sáng kiến triển khai mô hình giúp dân đi chợ. Số điện thoại của các đoàn viên phụ trách việc đi chợ được thông báo qua các trưởng khu phố và trên đài truyền thanh phường. Người dân khi có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại sẽ được chốt đơn, giao hàng tận nhà. Khi dịch xảy ra, cuộc sống của các bà con cũng gặp nhiều khó khăn nhất định, nhất là những cái việc như việc đi lại ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Vì vậy, đoàn thanh niên cũng đã xây dựng cái mô hình giúp dân đi chợ. Anh ơi, ra lấy thực phẩm đi. Từ khi triển khai mô hình đến nay, các đoàn viên thanh niên phường đã đi chợ giúp cho trên 100 hộ gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn, con cái ở xa để họ yên tâm thực hiện tốt công tác cách ly. Đấy cũng là nguồn động viên tinh thần cho bọn tôi, yên tâm để mình cách ly, cũng không có sợ vì thiếu thốn về cái vấn đề nhu yếu phẩm gì cả. Đây là mô hình hết sức thiết thực hỗ trợ động viên tinh thần cho người dân an tâm thực hiện tốt việc cách ly tại gia đình mà không cảm thấy bị đơn độc, tạo niềm tin cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch của phường. Giúp dân đi chợ là mô hình ý nghĩa, thể hiện tính cộng đồng cao, cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với những trường hợp thuộc diện cách ly, cùng chung tay đẩy lùi đại dịch, đúng như lời khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau.